Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Z Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đó là mixer kỹ thuật số M16 của hãng Marani. Đây là một sản phẩm được anh chị em ở trong ngành âm thanh chuyên nghiệp rất là yêu thích. Và bây giờ mình sẽ unbox sản phẩm này cho các bạn cùng xem. Và đây là mixer kỹ thuật số có 16 cổng đầu vào, bao gồm 8 cổng combo gồm jack 6 ly và Canon. Ngoài ra mixer M16 còn có thể mở rộng với các mixer khác thông qua giao thức ante bằng cách thay đổi các cái nối như ở đây. Mixer Digital M16 được trang bị bộ xử lý tín hiệu DSP mạnh mẽ, cho phép người dùng xử lý âm thanh một cách chuyên nghiệp. Thiết bị được điều khiển bằng phần mềm thông qua máy tính bảng, iPad và PC, được kết nối thông qua Wi-Fi hoặc cổng LAN. Và để biết tại sao mixer M16 Digital lại hot như vậy thì các bạn hãy theo dõi series hướng dẫn sử dụng và đăng ký kênh GPG của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!